Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, đoàn khảo sát đề tài cấp nhà nước những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới do đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên trưởng ban tổ chức Trung ương, chủ nhiệm đề tài trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đoàn khảo sát nhằm mục đích tìm hiểu những luận cứ phục vụ nhiệm vụ tư vấn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, những thuận lợi khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở tỉnh Hưng Yên từ khi tái lập đến nay. Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở Hưng Yên. Những thành tựu trong nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn Hưng Yên và những kiến nghị đề xuất. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận bảo vật quốc gia bệ thờ đất Nung, đền An Xá, xã An Viên và khai mạc lễ hội Đậu An năm 2023. Di tích đền An Xá thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngũ Lão Tiên Ông cùng các vị thiên tiên, địa tiên. Đây là những người có công khai phá vùng đầm lầy hoang vu, diệt trừ thú dữ, dạy dân cày cấy, lập làng trạ xá, dựng thụy ứng quán để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Di tích đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Bệ thờ đất Nung Hoa Sen, đền An Xá là hiện vật gốc độc bản có từ thế kỷ 16, vừa mang giá trị nghệ thuật truyền thống, vừa mang đặc trưng của thời đại, phản ánh các đặc trưng tôn giáo, xã hội của Hưng Yên xưa trong bối cảnh lịch sử văn hóa chung của cả đất nước. Bệ thờ đất Nung đền An Xá đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trên cương vị mới, Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, gương mẫu, phát huy năng lực của bản thân, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng. Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Để triển khai hiệu quả và giải quyết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án lĩnh vực giao thông tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai và tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc của từng dự án đầu tư công trên địa bàn mình quản lý. Đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Quái Châu, Yên Mỹ khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Các nhà thầu phải tập trung đầy đủ nhân lực, phương tiện máy móc, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo rút ngắn tiến độ thi công ở những vị trí đã có mặt bằng sạch, gắn với nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Tại báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Thế giới ghi nhận tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay có nhiều tích cực. Tuy nhiên, việc tăng giá điện và lương có thể ảnh hưởng đến lạm phát nửa cuối năm. Việc tăng giá điện 3% và kế hoạch tăng lương khu vực công có thể tác động đến lạm phát nửa cuối năm. Bất chấp việc nới lỏng chính sách và cắt giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước vào tháng 3 và thanh khoản thị trường dồi dào, tăng trưởng tín dụng ước tính đã giảm xuống. Theo đó, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để hỗ trợ tổng cầu và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, đồng thời đảm bảo đầu tư vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng xanh để thúc đẩy phát triển kinh tế dài hạn. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an có công điện về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gửi lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn. Công điện nêu rõ, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt,
Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, chỉ đạo, kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quá trình thực hiện cần chủ động phòng chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, song tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Theo đó, việc vi phạm trên môi trường mạng xã hội dễ thực hiện và khó phát hiện xử lý hơn, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng để điều tra. Bên cạnh đó, cần tập trung phổ biến, hướng dẫn thương nhân, tổ chức, cá nhân liên quan về các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, đồng thời tăng cường hoạt động quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường mạng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm trực tuyến, bảo vệ các thương nhân, tổ chức kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu chợ tự phát rộng cả 1000 m² nằm cạnh đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, thiêu rụi 20 ki-ốt phía ngoài mặt đường. Vụ cháy xảy ra lúc có mưa dông kèm theo sấm sét lớn vào sáng sớm ngày 24 tháng 5. Theo người dân sống xung quanh khu vực chợ tạm, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, tại địa bàn có mưa kéo theo gió mạnh và tiếng sấm rất lớn. Đến hơn 4 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy. Tiếp tục chương trình là các tin tức thời sự quốc tế. Tòa án Manhattan, New York, Mỹ thông báo phiên tòa xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm sau, thời điểm chiến dịch tái tranh cử của ông bước vào giai đoạn quan trọng. Theo tòa án, ông Trump bị truy tố 34 tội danh liên quan đến việc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu những khoản tiền bịt miệng, ngăn các thông tin tiêu cực về ông trong thời gian vận động tranh cử năm 2016. Sau thông báo của tòa án, ông Trump đã chia sẻ lên mạng xã hội rằng quyền tự do ngôn luận của ông cần được đảm bảo. Ông cũng bình luận việc ấn định ngày xét xử vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, ngay giai đoạn cao điểm của mùa bầu cử sơ bộ, là can thiệp bầu cử. Ngày 22 tháng 5, tàu cao tốc đầu tiên của Indonesia kết nối thủ đô Jakarta và thành phố Bandung đã hoàn tất cuộc chạy thử nghiệm với tốc độ 180 km/h. Đây là lần đầu tiên trong loạt thử nghiệm toàn diện với tốc độ tăng dần lên mức 385 km/h trong 3 tuần tới. Chuyến tàu đầu tiên đã giảm hơn một nửa hành trình bằng ô tô, vốn thường kéo dài 2 tiếng rưỡi giữa hai thành phố. Hành trình bằng tàu cao tốc sẽ giảm xuống còn khoảng 40 phút sau khi đạt tốc độ tối đa. Dự kiến, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Indonesia sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 8 tới. Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 142 km này đã được khởi công vào năm 2016 và là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Chính phủ Pháp thông báo lệnh cấm các chuyến bay nội địa ngắn của Pháp chính thức có hiệu lực, lệnh cấm nhằm mục tiêu giảm lượng khí thải nhà kính từ ngành hàng không. Theo chính phủ Pháp, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới các chuyến bay có hành trình tương đương 2 tiếng rưỡi đi bằng tàu hỏa. Do đó, hầu hết các chuyến bay qua lại giữa thủ đô Paris và các khu vực khác như Nantes, Lyon và Bordeaux sẽ bị loại bỏ. Các chuyến bay nối tuyến không bị ảnh hưởng. Luật mới cũng quy định rằng các dịch vụ đường sắt phải thường xuyên và kịp thời để đáp ứng nhu cầu của hành khách cũng như số lượng gia tăng trong thời gian tới. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pháp cho rằng đây là một bước tiến lớn, là bước đi thiết yếu và là biểu tượng mạnh mẽ trong chính sách giảm phát thải khí nhà kính. Ireland vừa ban hành luật yêu cầu dán nhãn sức khỏe với đồ uống có cồn và trở thành quốc gia đầu tiên có quy định này. Bộ trưởng Y tế Ireland đã ký luật ban hành vào ngày 22 tháng 5. Việc bắt buộc dán nhãn sức khỏe với đồ uống có cồn là để cảnh báo người dùng về hàm lượng calo, nồng độ cồn và nguy cơ ung thư, cũng như nguy cơ về các bệnh lý về gan, cũng như các tác động tiêu cực của rượu đối với phụ nữ mang thai. Đồ uống có cồn được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1, có thể gây ra ít nhất 7 loại ung thư. Các nhà cung cấp đồ uống có cồn sẽ buộc phải hiển thị thông tin và cảnh báo trên bao bì sản phẩm, đồng thời hướng người tiêu dùng đến website của cơ quan quản lý dịch vụ y tế Ireland để biết thêm thông tin về việc tiêu thụ rượu. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2026 để các doanh nghiệp có thời gian thích ứng với chính sách dán nhãn bắt buộc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.